Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách để gửi mail trong ASP.NET MVC. Bài số 42 này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để gửi mail và cấu hình mail ở trong ASP.NET. Trong một số các chức năng ở trong website, chúng ta cần phải có những cái chức năng gửi mail. Một là gửi về cho quản trị, hai là gửi về cho khách hàng. Thì ở đây chúng ta có phần tạo hóa đơn thì chúng ta thường sẽ gửi cho cả hai. Và phần tạo liên hệ để chúng ta sẽ gửi về cho quản trị. Thì ở đây chúng tôi sẽ demo cho các bạn cách để tạo đơn hàng, sau đó chúng ta sẽ tạo email và gửi đi. Thì chúng ta sẽ có các phương thức sau. Một là chúng ta cách đầu tiên là cái bước 1 là chúng ta phải cấu hình cho web config. File web config này chúng ta có hai cách. Một là chúng ta cấu hình các cái thông tin gửi nhận mail ở trên web app setting, thì chúng ta sẽ đọc nó và gửi, bao gồm có email từ đâu này, tên hiển thị email là gì này, password email này, HTTP host, nếu gửi Gmail thì nó sẽ là http.gmail.com, post của nó 587, SL là true, thì nó có enable cái bảo mật SL lên. Email gửi đến, đây cái này là email quản trị. Cái cổng này thì các bạn có thể cấu hình cổng host, các bạn có thể cấu hình tùy theo cái hosting. Ví dụ như có những mail các bạn gửi riêng tên miền của các bạn thì các bạn có thể là cổng 25 và FTP, ví dụ chỗ này là mail.avc.com gì đấy, cổng sẽ 25 thì nó bị enable SSL của nó sẽ là full, bởi vì cổng là cổng 25. Có cổng 587 thì với cổng 465 là hai cổng SSL. Thì có rất nhiều những cái cách, nhưng mà mặc định của nó nếu không SSL cổng 25 sẽ là full. Hoặc là các cách thứ hai để các bạn cấu hình web config là trong cái system.net này, ở trong cái configuration này các bạn có quản có HTTP network host là username để các bạn có thể quản lý, cũng cấu hình tương tự, nhưng mà mình sẽ hay dùng cái app setting này hơn, nó sẽ tương đối dễ hơn. Đó là cách để các bạn cấu hình. Các bạn nhớ là có các tham số như sau. Tiếp theo bước thứ hai là bước thứ ba là các bạn tạo một cái project là common, thì các bạn vào trong system và chuột phải vào system.solution.add new project, các bạn chọn class library, sau đó các bạn gõ common vào đây thì nó sẽ ra, mình đã code sẵn rồi cho nhanh. Thì ở đây trong này các bạn tạo một cái class là mail helper. Helper này các bạn có một phương thức là send mail. Send mail này thì các bạn sẽ có subject và content, tiêu đề và nội dung. Mình sẽ thêm một cái là to email nữa. Cái to email này để mình không cần phải, mình sẽ xóa cái to email này đi. To email address. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái configuration manager để chúng ta đọc. Thì để có cái configuration manager này, các bạn nhớ là các bạn phải add reference từ thằng assembly. Chúng ta sẽ chọn đến system.configuration và chúng ta ok, thì nó sẽ có configuration đây, và các bạn có thể using cái system.configuration và gọi từ can configuration.appsetting tên ở cái key của nó, đây là key của nó, và đấy được ra được bốn tham số này: from email display name, password, hotspot, enable SSL. Bạn pull, bạn pack nó sang kiểu pull. Sau đó ở đây chúng ta sẽ tạo mới một cái new message, mail message này. Message chúng ta using cái system.net. Chúng ta using system.net vào và chúng ta tạo mới một cái mail message gồm có hai tham số: form address và to address. Form address thì nó có new một cái mail address, new address và display name. Chỗ này là một cái to address, chúng ta sẽ new, bởi vì nó truyền vào hai tham số là mail address, cho nên chúng ta phải new vào đây. Subject này, tiêu đề này, ebody html, tức là cái body, thì content của nó có cho phép html hay không, gán body cho nó là nội dung cho nó đấy. Sau đó chúng ta khởi tạo một cái HTTP client, chúng ta gán các cái thông tin authent vào cho nó, credential, có network, new một cái network credential vào, bao gồm email, form email và password. Ở đây chúng ta phải using cái system.net.
Sau đó chúng ta bán host này, enable SSL này, port này và send đi. Đó là bước thứ hai, chúng ta viết một cái mail helper ở trong command. Bước thứ ba, chúng ta sẽ cần phải gửi mail đi, thì chúng ta sẽ phải tạo một cái thư mục là template ở trong client để chúng ta gửi. Chúng ta tách cái code nội dung của nó ra một file HTML. Thế đây chúng ta, tôi đã viết tạo mới HTML, nó có sẵn cái cấu trúc này rồi. Chúng ta chỉ cần viết thông tin về đơn hàng, thông tin khách hàng, điện thoại. Mỗi cái key này bên này nó sẽ được thay thế bởi code, nó sẽ được thay thế bởi dữ liệu của cái email đấy. Thì phone các bạn có thể do bình thường các bạn có thể nó phần trăm được phần trăm này key, nhưng mà mình hay dùng cái hai dấu này để các bạn có thể sử dụng cũng được. Thế sau đó thì các bạn gõ từng cái một, địa chỉ này, address tutor này đó. Sau đó chúng ta sẽ ra phần CSAP, thì ở đây có cái cạc controller này, chúng ta gửi tạo đơn hàng xong, ở đây tạo đơn hàng xong payment này, chúng ta sẽ sử dụng cái, chúng ta lấy content ra bằng cách dùng cái system.io.file này, delete content. Ở đây chúng ta có một cái server.map path, tức là chúng ta sẽ map cái đường dẫn tương đối của website này, của cái này, tức là từ asset này, client này, template này, đến tên order.html. Chúng ta đọc hết text ra một cái biến content này. Sau đó chúng ta replace content bằng cái content replace, replace từng key một tương ứng với cái HTML này. Đây là cái key của nó, chúng ta đặt ở trong kia, trong file HTML. Replace với từng cái ship name này, mobile address, email, tutor. Tutor này chúng ta khai báo một cái tutor bằng 0, sau đó lặp qua từng cái item detail của chúng ta sẽ tính nó bằng cái profile này nhân với quantity. Đây là giá trị, nhận giá trị 0 khi mà nó bằng null, và cộng dồn ở đây nó ra được tutor mật format sang kiểu số Việt Nam chỗ có dấu phẩy. Do replace xong, bạn chỉ cần gọi cái đơn hàng trong send, thì ở đây các bạn phải lấy ra cái to email của nó. To email của nó thì các bạn có thể lấy ra và to email bằng configuration manager.mapsetting. đây là to email cho quản trị. To email cho quản trị thì các bạn có thể lấy ở đây cái key đây là to string. Và cái email mà các bạn gửi đi cho khách hàng thì bạn lấy luôn email của khách hàng. Các bạn sẽ gửi hai cái mail. Bạn gửi hai cái mail đi, một cái mail từ FD và một cái mail cho quản trị cùng một nội dung. Hoặc là các bạn có thể viết một cái mail CC ở đây, nhưng mà mình viết ở đây các bạn có gửi đến thằng nào. Bạn gửi hai mail đi, sau đó mình sẽ chạy thử. Đặt debug ở đây. Mình sẽ phải sửa lại, các bạn nhớ sửa lại mật khẩu ở trong phần mật khẩu đấy đi để có thể gửi được. Thì mình sẽ sửa, nhưng mà mình sẽ giấu đi, mình sẽ ép mới vào. Mình vừa sửa mật khẩu xong, tạo mới này. Đó, các bạn, content của bạn đã được replace sang thông tin là đơn hàng đây rồi, bạn gửi đi. Nó sẽ gửi sang phần lỗi thanh toán. Ở đây mình sẽ phải debug thử xem. Khả năng là cái email nó không đúng, đúng không? Email ở đây các bạn phải điền email ở đây. Chúng ta sẽ dùng validation để chúng ta validate cái email. Đó, nó đang gửi.
thành công. Các bạn bây giờ vào, mình vào mail của mình thì mình check. Đây có một thông tin đơn hàng mới từ website, điện thoại, địa chỉ như này. Đó là phần gửi mail. Mình nhớ, các bạn nhớ là có các bước như sau: một là cấu hình trong các config các thông tin, hai là các bạn tạo một cái project common để chứa cái mail fb này, các bạn viết một tham số send mail gồm một to email subject content, bạn đọc tham số từ key tập SSL, các bạn tạo một cái mail message, sau đó các bạn tạo một SMTP client để gửi đi. Bước thứ ba, các bạn ra phần cạc controller này, các bạn đọc cái content từ cái file HTML bằng file.read_on_text, sau đó các bạn replace các cái key ở trong đấy đi, các bạn lấy cái thông tin của người gửi, thông tin email gửi ra, các bạn gửi đi. Đó đấy là cái phần email. Nếu các bạn chưa làm được thì bạn có thể download cái code của mình về để có thể tham khảo, và các bạn có thể thấy, các bạn có thể subscribe kênh của mình để cập nhật được các cái bài học mới. Xin cảm ơn các bạn.